Đây là cuộc phỏng vấn về kính lọc màu tại văn phòng Eye Optometry của bác sĩ James Trương. Chào cô tên gì ạ? Tôi tên Hạnh Nguyễn. Dạ, năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay 79 tuổi. Dạ, thì trước khi cô bắt đầu cái chương trình kính lọc màu á, thì cô có lo lắng gì không? Tôi được bác sĩ về mắt khám nói là bị cataract và cần phải mổ. Nhưng mà tôi không thích mổ. Dạ. Tôi muốn tìm một cái phương pháp nào khác. Dạ. Bây giờ thì cô cảm thấy như thế nào? Tôi thấy rất là sung sướng. Dạ. Khỏi phải mổ là tốt rồi. Dạ. Cô có biết cái thị lực của cô trước khi đeo kính lọc màu không? Đọc không có rõ lắm. Dạ. Dạ, bác sĩ có câu hỏi gì không? Vâng, thưa chào cô. Thì trước khi mà tới văn phòng để làm cái phương pháp kính lọc màu, thì cái phương pháp kính lọc màu này nói chung để dành cho những người mà không thích mổ hay không muốn mổ. Đó, thì bây giờ trước đó thì cô đã từng đi bao nhiêu bác sĩ về mắt, mổ mắt rồi? Dạ, hai bác sĩ, nhưng mà bác sĩ sau cùng đó thì theo dõi một thời gian rồi quyết định là nói là phải mổ. Tức là bác sĩ sau cùng thì quyết định phải mổ. Dạ. Cô không cần nói tên bác sĩ, cô chỉ biết là bác sĩ, cho biết bác sĩ ở vùng nào được không? Dạ, ở Westminster. Ở vùng Westminster, vâng. Thì đó là có hai bác sĩ và cuối cùng một bác sĩ đã quyết định là cô khuyên cô đi mổ, đúng không? Dạ. Rồi sau đó thì cô có thể cho biết lý do tại sao cô không thích mổ không? Dạ, tại vì có mấy người bạn mà, với lại những người quen. Người ta nói cái người bạn mà gần nhất với tôi là cùng một cái promotion. Thì cô đó sau khi mổ rồi bị mù mắt luôn. Tức là có trường hợp thì bị vậy, không phải tất cả các trường hợp đâu, trường hợp là lỡ có cái biến chứng ha. Yeah. Thì đó là một trong lý do thì cô cũng sợ mổ, cô cũng không thích mổ ha. Yeah. Thì giờ trở lại vấn đề nữa là coi như là tiếp tục là sau khi cô đeo cái này rồi á, thì cô thấy nó tiến triển đúng không? Thì giờ để cô nhân viên cô hỏi tiếp nha. Dạ, thì cô đeo cái kính lọc màu được bao lâu rồi cô? Được 1 năm 2 tháng. Dạ, cô bắt đầu đeo từ 2016 ha. Vâng. Bây giờ thì cái thị lực của cô là đã rõ lắm chưa? Dạ, coi TV khi không cần kính mở ra thấy vẫn rõ. Dạ, thì cô làm cách nào mà cô biết được về cái văn phòng của tụi con về cái kính lọc màu? Dạ, nghe trên talk show, trên radio. Dạ. Ngoài radio ra thì cô có thấy trên TV gì không? Hay là cô chỉ là nghe trên radio thì chủ yếu thôi? Dạ, nghe radio, tại ở nhà bác nói những cái chương trình khác, không có nói tiếng Việt. Vâng, rất cảm ơn cô là nhờ cô nghe được radio, thì rất cảm ơn là các đài truyền thông radio đã phổ biến cái chương trình này. Thì bây giờ cô nói chi tiết hơn về cái kính lọc màu này, cô có mấy kính lọc màu lận? Dạ, có 3 kính lọc màu. Một cái là màu green lợt. Thì mang trong vòng 18 phút. Cái thứ nhì là cái màu giống như green đậm. Thì 8 phút. Còn cái màu đỏ đó thì 6 phút. Vâng, thì đó là cô có 3 cái kính lọc màu khác nhau đúng không? 3 màu khác nhau, và tất cả những cái màu này á, thì thực ra nó phải rất là chính xác. Tại vì màu xanh thì nó có nhiều màu xanh, xanh lá cây cũng nhiều xanh lá cây, thì những cái màu này là những khoa học gia họ đã chọn lọc rất chính xác cái tần số để cho nó có hiệu quả nha. Thì cô ba cái kính lọc màu đó, thì một ngày vừa rồi là một ngày cô tập như vậy là bao nhiêu phút cho một lần? Tổng cộng hả bác sĩ? Tức là mỗi lần là 18 phút nè, rồi 8 phút nè, rồi 6 phút. Là 3 cái đó cộng lại đúng không? Vâng, thì coi như là cô tập như vậy là đó là cho một lần. Còn cô tập như vậy một ngày cô tập mấy lần? Sáng một lần, tối một lần. Vâng, thì tốt là cô có tập 2 lần. Tập 2 lần thì coi như cái kết quả thì nó nhanh hơn là những người tập một lần. Cái đó là rất tốt. Thì trong suốt thời gian qua theo dõi cô nhiều lần, trong 1 năm theo dõi cô là cũng 6-7 lần, thì thấy cái diễn tiến của cô, cái cườm cô nó tan đi dần, tan dần, tan dần. Và bây giờ bữa nay thì coi như cái kết quả của cô nó tan rất nhiều nha. Bữa nay check lại thì cái mắt của cô hoàn toàn là tan, chỉ còn có 5% mỗi mắt thôi. Kết quả rất tốt. Thì từ đây đến năm tới đó, thì bữa nào sẽ send cô đi một vài bác sĩ về mổ mắt để coi như họ nói như thế nào nhé. Cái đó là một cái bằng chứng để mình có thể mình kiểm chứng là coi như là sau khi cô vậy, trước đây bác sĩ nói khuyên cô phải mổ, thì bây giờ đi một bác sĩ khác
không cần phải đi lại bác sĩ đó, đi một bác sĩ khác chuyên được về mổ sẽ gửi cô đi, thì để coi bác sĩ đó họ nói làm sao nhé. Tôi sẽ cho cái tờ giấy. Thì bây giờ đối với cái mắt cô sáng lên như vậy rồi á, thì tự mình cô đánh giá thì cô thấy là bây giờ cô nhìn xa nhìn gần với cái kính của cô, thì cô nhìn xa nhìn gần cô thấy nó như thế nào, cô có còn bị lóa không hay là mắt cô như thế nào? Không có bị lóa đâu. Cô nhìn trên tivi cô coi như thế nào? Thấy rõ, rõ hơn không, không cần mang mắt kính. Vâng, một trong những tác dụng của cái này là nó có giúp tăng được cái trí nhớ. Đó thì coi như là người lớn tuổi thì thường mình hay bị quên đi, thì cái này giúp tăng trí nhớ và nó cũng phòng ngừa cái bệnh trí nhớ nữa. Thì vừa rồi mình có làm cái test, sau khi cô làm thì làm cái test cho cô mấy con số đúng không? Dạ. Thì bây giờ cô còn nhớ mấy con số đó không? Dạ, nói nãy đó xin. Vâng, thì sau đó 5-10 phút sau hỏi lại cô thì cô nhớ được 5 con số, cô nhớ được 4 số đúng không? Dạ. Vâng, thì cái đó là cái một cái rất tốt. Mặc dù cái trí nhớ mình coi như, nhưng mà cái này nó sẽ cải thiện trí nhớ cho mình dần dần. Cô ráng cứ vẫn tập. Thì giờ từ giờ về sau đó thì cô cũng cô muốn tập 2 lần cũng được, mà cô muốn tập 1 lần cũng được, không sao hết nha. Dạ. Vâng, tại vì cái của cô nó giảm tới cái mức đáy rồi, nó không có giảm thêm nữa đâu. Tập ban ngày nó đỡ hơn. Vâng, thì rất tốt. Thì bây giờ trước cái cô có tính dự định là sẽ có giới thiệu phương pháp này với mọi người không? Dạ có. Rồi. Dạ. Rồi, cũng có nhiều người không thích mổ đâu. Dạ, thì lời cuối cô có lời gì nhắn nhủ với bác sĩ James Trương không ạ? Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ. Không có ngờ là có được bác sĩ giúp cho cái cách này. Chỉ tưởng là phải mổ thôi. Dạ. Rất cảm ơn cô có mặt trong buổi phỏng vấn hôm nay nha. Cảm ơn cô nhiều. Vâng.